khám phá To Be. Chị Dung rất vui khi hôm nay đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, ở các bãi biển được cho là nơi mà có thể vui chơi tiệc tùng cùng với gia đình và bạn bè nữa, giúp chúng ta có thời gian giải trí và thư giãn. Nhưng đôi khi đại dương lại có những kế hoạch khác rồi. Những con sóng có thể đưa vào bờ bất cứ thứ gì mà chúng thích, có thể là những thứ sẽ làm chúng ta bất ngờ, thậm chí là sốc đến những thứ kỳ lạ nhất. Vậy thì trong số phát sóng lần này, hãy cùng với Thùy Dung và khám phá To Be cùng ra ngoài bờ biển và cùng chứng kiến 10 thứ kỳ lạ nhất mà con người được tìm thấy ở trên bãi biển nhé. 10 sự vật kỳ lạ nhất trôi dạt vào biển. Mười, cá mập Megalodon. Cá mập mắc trôi giạt vào bờ biển không phải là điều hiếm gặp nữa, nhưng điều thú vị trong trường hợp này là những con cá mập giạt vào trong một bãi biển ở Úc không giống như những con cá mập khác trong khu vực. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con cá mập trong video của chúng tôi ngày hôm nay giống như là cá mập Megalodon đã tuyệt chủng, một loài có họ hàng với loài cá mập trắng lớn. Kích thước của nó trông phù hợp hơn với chiều dài trung bình là từ 16,5m của cá mập Megalodon thay vì cá mập trắng lớn hay là cá mập Mako. Có thể hay không, loài vật này vẫn còn ẩn mình sâu dưới đáy đại dương, hoàn toàn không bị tuyệt chủng như chúng ta đã nghĩ. Bây giờ là thời gian cho bức ảnh ngày hôm nay. Ander Vincent đang là sinh viên ngành sinh học biển tại một trong những trường đại học lớn ở Anh. Khi tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị tịch thu vào ngày Andres bị bắt gặp nhắn tin trong lớp. Trong các ngăn kéo của bàn giáo sư, anh chàng sinh viên trẻ này đã tình cờ thấy bức ảnh này. Anh ta biết rằng nếu như anh ấy hỏi giáo sư của mình, anh ta sẽ bị khiển trách. Vì vậy, thay vào đó, anh ta đã đăng nó lên trang để xem mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Bức ảnh cho thấy một người đàn ông với một bộ đồ bảo hộ cố gắng tiếp cận một sinh viên khổng lồ không giống như bất kỳ thứ gì chúng ta đã từng thấy. Nhiều người cho rằng bức ảnh này là giả, nhưng viên sếp tuyên bố anh ta thực sự tìm thấy nó. Vì vậy, nếu đó là đồ giả, thì tại sao một giáo sư sinh học biển lại cất nó trong ngăn kéo của mình, hay là giáo sư còn giấu giếm gì đó mà chúng ta chưa biết? Chín, cây khổng lồ. Sau khi thủy triều lên kèm theo gió mạnh, dân cư ở thị trấn La Post, Washington đã phải bối rối khi không chỉ có những thân cây gỗ trôi dạt trên bãi biển địa phương mà còn là cây lớn nhất họ tìm thấy nằm trên bãi cát. Một giáo viên nghỉ hưu tên là Philip Lachman đã chụp ảnh khúc gỗ trôi dạt khổng lồ vào năm 2010 cùng với cô con gái cao gần 1m8 đứng bên cạnh. Cô gái trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh thân cây chiếm ít nhất là 3/4 bức ảnh. Những cây mọc trong khu rừng này thường cao 60m và đường kính lên tới 3m. Những khúc gỗ trôi dạt này có thể chính là cây tuyết tùng đỏ phương Tây, cây vân sam, siska và linh sam. Với kích thước và quy mô của cây, chắc chắn bạn sẽ phải tự hỏi về sức gió và thủy triều cần thiết để đưa vào bờ. 8. Đạn đại bác trong thời nội chiến. Trong mắt những người bình thường thì đống mảnh vụn trên bãi biển Charleston ở Nam Carolina này sẽ bị coi là rác rưởi. Nhưng đối với cựu thị trưởng thành phố Florida Beach, Richard Beck, người từng đã trải qua thời nội chiến đã nhanh chóng nhận ra thứ rác đó thật sự là 16 quả đạn pháo Reset có nguy cơ tiềm ẩn cho những người đi biển ngay cả khi nó chìm trong cát. Năm 2016, bão Master đã tiến vào miền Nam của Hoa Kỳ gây thiệt hại lớn về người và của. Các bãi cát cũng đã bị xáo trộn và những quả đạn đại bác được khai quật. Richard Beck nhận ra chúng là một trong những quả đạn đại bác ngay cả khi chúng ở trạng thái mục nát bởi ông đã thấy những cái lỗ trên các quả đạn. Đó chính là các ngòi nổ của đạn đại bác. Ông đã gọi cho đội phá bom của văn phòng hạt cảnh sát Charleston để kích nổ chúng một cách có kiểm soát. Việc tìm kiếm những quả đạn đại bác có vẻ là khá xa lạ ở những nơi khác nhau, nhưng lại là một trong những việc làm tiêu chuẩn ở Mỹ bởi các bãi biển nơi tìm thấy những quả đạn đại bác này là khu vực có nhiều di tích lịch sử về cuộc nội chiến. 7. Người Lego khổng lồ. Người ta đã tìm thấy một hình người bằng Lego cao 2,4m trôi dạt vào các bãi biển trên khắp thế giới, khiến cho mọi người đều phải bối rối và có chút sợ hãi.
Người Lego khổng lồ in chữ Ego Leonas ở mặt sau và dòng chữ Norit Zanjura ở phía trước, thỉnh thoảng xuất hiện trên tin tức từ năm 2007. Người Lego này trôi dạt vào trong một bãi biển ở Bristol và sau đó là ở Hà Lan, Nhật Bản và gần đây nhất là ở Sisticay, Florida với số 8 ở sau lưng. Con số này khiến người ta nghĩ rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn những người Lego khác. Nghiên cứu về người Lego khổng lồ này trên Internet đưa ra thông tin mô tả người sáng tạo ra chúng hay là mô hình Lego này đến từ thế giới ảo. Một trang web có thêm thông tin chi tiết cho biết: "Tôi tên là Lego và theo bạn, tôi đến từ thế giới ảo, một thế giới đối với tôi, bạn đại diện cho hạnh phúc, sự đoàn kết, tất cả đều là cây cối, xanh tươi và không hề có giới hạn." Không có mối liên hệ rõ ràng nào với những người Lego khổng lồ, phát hiện này vẫn là một trong những điều kỳ lạ nhất được tìm thấy trên các bãi biển. Sáu, tàu ngầm quân sự của Đức. Trong năm 1918, cách bán đảo Cap Vilano ở Tây Ban Nha 280 km, một tàu ngầm quân sự của Đức đã tung ra một quả ngư lôi đánh chìm một tàu hơi nước Wissington của Anh. Cách đảo Torrey 40 dặm và một quả ngư lôi khác đã bắn chìm tàu chở dầu của Anh. Chiếc tàu ngầm này đang thực hiện nhiệm vụ hạ bệ người Anh, nhưng không được bao lâu bởi sự đầu hàng của Hải quân Hoàng gia Đức vào cuối năm đó. Vào thời điểm đó thì người ta đã quyết định rằng chiếc thuyền sẽ được kéo đến Pháp và được sử dụng làm phế liệu. Tuy nhiên thì vào tháng 4 năm 2019, dây cáp kéo hàng đã bị đứt trong một cơn bão treo trên biển Anh. Chiếc tàu ngầm mắc cạn trên các bãi biển của thị trấn Hastings, đập vào phía trước của khách sạn Queen. Người dân địa phương và quân đội đã thử mọi ý tưởng và phương pháp để di chuyển tàu ngầm trở lại nước. Họ đã thử máy kéo, xe cộ, thậm chí là cả khu vực hạm của Pháp đã bắn nó ra ngoài để có thể di chuyển dễ hơn. Nhưng không cách nào hiệu quả, trong khi người ta xem xét các phương án để kéo nó đi, chiếc tàu ngầm đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, thì thuyền trưởng Wyndham Hear và cảnh sát trưởng Will Moorer, người đã thực hiện các tour tham quan, đột nhiên bị bệnh. Họ được chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm và các tour du lịch đã dừng lại. Tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn do rò rỉ khí độc từ các ắc quy của tàu ngầm đã tạo nên áp lực lên não và phổi. Cả hai người đàn ông đã mất mạng. Sự mới lạ không còn nữa và mọi người muốn chiếc thuyền biến mất đi. Cuối cùng, nó đã bị phá vỡ và được bán lấy phế liệu và khẩu súng trên bong đã được tặng cho thị trấn. 5. Đàn piano. Một người nào đó đã đi dọc theo phía Manhattan của dòng sông Đông đã bắt gặp một cây đàn piano nhỏ bên dưới cầu của Brooklyn. Trong đó, có tất cả những nơi đã tìm thấy một cây đàn piano. Đây có thể là một trong những nơi ngớ ngẩn nhất. Một số người đã nhanh chóng gọi nó là một chiến dịch quảng cáo. Nhưng mục đích là gì? Những người khác nghĩ rằng đó có thể là nghệ thuật hoặc là cách xử lý nhanh chóng để tiết kiệm chi phí trôn lấp. Dù là lý do gì đi nữa thì nó đã nhanh chóng được biết đến. Nó xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội và mọi người đổ xô đến để chụp ảnh nó và thậm chí thử chơi đàn. Một cây đàn piano khác đã tìm thấy ở vịnh Biscayne ở Miami, Florida vài năm trước. 4. Đường ống khổng lồ. Vào năm 2017, người ta đã nhìn thấy 4 ống nhựa khổng lồ dài từ 197 cho tới 473 mét trôi dạt vào trong bờ biển, theo cơ quan hàng hải và bảo vệ bờ biển của Anh. Các ống nhựa lớn đó là một trong những ống khoan của một dự án quan trọng ở Argentina. Chúng đã được kéo đi nhưng bị rơi xuống biển trong quá trình vận chuyển và trôi dạt vào trong bờ biển Bắc Norfolk của Mỹ. Một trong những hoạt động khôi phục đã ngay lập tức được tiến hành với các đường ống được bơm lại và trả lại nơi mà chúng đã được sản xuất. Mặc dù chúng to lớn và khá là khó coi, nhưng chúng đã gây ra ô nhiễm môi trường. 3. Răng cá mập Megalodon cổ đại. Một cậu bé 7 tuổi, cực kỳ yêu thích cá mập, đã ra ngoài tìm kiếm răng cá mập ở trên bãi biển Metro ở Nam Carolina, nơi mà gia đình cậu bé đã nghỉ mát mỗi năm. Foster Father biết rằng cậu bé đã bắt gặp một điều gì đó đặc biệt khi cậu bé đã rửa vật vừa tìm được trong nước.
Thứ thoạt nhìn trông giống như là một tảng đá, bây giờ rõ ràng là một chiếc răng khổng lồ. Răng cá mập thông thường dài tới hơn 10cm, nhưng răng của một con Megalodon có thể dài gần 13cm. Quả là một trong những ngày may mắn của cậu bé 7 tuổi. Chiếc răng có hàng triệu năm tuổi và hiện đang được trưng bày tại bảo tàng River Falls, Peoria, Illinois. Hai, những quả cầu tuyết. Hàng ngàn quả cầu tuyết tự nhiên tụ tập tại tây bắc của Siberia trong vịnh Ob, một trong những hiện tượng lạ nhưng lại rất ngầu. Hơn 17 km bờ biển bị bao phủ bởi những quả bóng tuyết và băng có đường kính lên tới 1 mét. Chúng bắt đầu từ những mảnh băng nhỏ, nhờ gió và nước khiến cho chúng có thể lăn thành những quả cầu tuyết khổng lồ. Nhiều người dân ở địa phương từ ngôi làng Nita gần đó trên vòng Bắc Cực đã choáng váng với những gì mà họ thấy, vì đây là một trong những quá trình hiếm gặp và gần như là chưa bao giờ nhìn thấy. Tuy nhiên, thư ký của báo chí Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực của Seoul đã cho biết đây là một trong những quá trình tự nhiên để tạo thành những quả bóng như thế này. Một, bia mộ ở San Francisco. Trong những năm 1920 đến năm 1930, nhiều nghĩa trang ở trung tâm thành phố đã được di rời để mở đường cho các trung tâm mua sắm, phát triển nhà ở và nhiều hơn nữa. Hài cốt được di rời đến các nghĩa trang khác hoàn toàn miễn phí và hàng ngàn bia mộ được tái sử dụng cho các dự án của thành phố. Một trong số đó là sự che chắn bờ biển Ocean Beach. Bây giờ, khi những cơn gió thổi mạnh qua, sẽ không còn gì là xa lạ khi những ngôi mộ ngẫu nhiên khai quật dọc theo bờ biển. Vào năm 2014, nhiều người đã phải hoảng hốt khi phát hiện ra rằng một số ngôi mộ đã được phát hiện trên bãi biển, một số hoàn toàn nguyên vẹn. Một sử gia ở San Francisco cho biết nó đã xảy ra trước đây và sẽ xảy ra lần nữa. Đây không phải là điều gì bí ẩn, nhưng vẫn là thứ kỳ lạ. Cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu thấy video này thú vị, đừng quên ấn nút like, share và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!